Xin chào đại gia đình nhá. Acid amin đã về nhá. Các bác đặt em thì các bác lại lên đơn đây để em gửi luôn một thẻ này. Em đang gửi đây mọi người này. Em đang chia sẻ đây. Dồn 10 ngày mới được 4 tạ. Em vừa lại lấy 5 tạ về luôn nhá. Các bác đặt em rồi em đang kẹt xèng lắm. Những các bác nào mà đã đặt em ấy thì đến nhà lấy, mà không thì các bác liên hệ với em để em gửi luôn cho các bác nhá. Đây. Đấy. Em không ghi trong đơn, em quên mất nhớ được những ai thì em gửi đây. Còn những các bác mà đã bảo em lấy hộ ấy, thì các bác bảo gửi em lại địa chỉ để em chia sẻ cho mọi người nhá. Đấy, em đang gửi đây. Acid amin đã về mọi người nhá. Đây. Đấy, về trong đêm em gửi luôn đi cho mọi người để mọi người tưới. Đấy, acid amin đây mọi người nhá. Một bao 20 cân, một bao này hòa được 15 đến 20 nghìn lít nước. Đấy, mọi người tưới mỗi gốc độ khoảng 10 đến 15 lít nước thôi. Cái này nó cực dễ tan trong nước nhá. Giá cả thì rất là hợp lý luôn. Xin chia sẻ với mọi người nhá. Đấy, shipper đã lên lấy hàng mọi người ạ. Rồi, xin chào nhá. Mình khiêng cùng shipper ra hàng để vận chuyển cho khách, cho các bác. Xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.